Kênh về tôi Đồng Tháp xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình với tía đi lặn kiếm vài cá về làm đám cả nhà ơi. Cá thì lúc này đó cũng ít nhưng mà dịch bệnh nó bán cũng khó khăn. Hôm nay quay lại đi kiếm bị con hai con đó làm đám à. Cũng mời cả nhà đó theo dõi hai tí con mình đi hôm nay nha. Đi mấy cái điểm quen thuộc lúc trước mà mình lặn mấy cái hàng cá lớn lớn nè, hôm nay quay lại đó mời cả nhà mình theo dõi coi có cá không nha cả nhà. Trời ơi, hang này đừng có ấy một cái thôi luôn, dạ. Không có miếng gắt bỏ lên trên trời. Nút banh luôn hả? Nút banh luôn, hai chân cái hang. Ủa hơi khói thọt luôn hả tía? Khói thọt luôn hả? Khói thọt vô luôn hả? Đạp á hả? Ồ vô. Hết sức rồi. Về ăn cho đã. Hết sức rồi. Cả nhà nhớ chỗ này không? Chỗ này mình bắt mấy con chỗ này nè cả nhà. 4 kg. 4 kg á. Băng. Hết hồn rồi. Tí đổ dùm con đi. Rồi. Tí đổ xuống đi cái con đổ vô. Chỗ này bắt con nào nó bạn mình tà tung hết hồn chứ. Tung vô cái. Tí tí đạp lỡ phóng luôn đó hả? Hết hồn cả nhà. Hồn luôn là gì cho mấy đứa la làng luôn. Hết hồn không? Chỗ này hôm nay bắt mấy con là gì không nè? Quá đã. Đây chỗ này nhớ không cả nhà, chỗ này có cái chú bị cái gì đó. Chỗ này nè, chỗ này anh bắt con quay cho chỗ này như ba con thấy vậy. Để đi con ấy đó. 4 kg, 5 kg luôn chứ. Từ 4 kg rưỡi. Từ 4 kg rưỡi đến 5 kg. Dạ. 4 kg rưỡi. Sáng mình căng con chút xíu vậy mà 3,6 kg đó. Ừ. Nhỏ hơn con này nhiều 3,6 kg đó. Quá dữ. Con bị giận luôn á. Con đợt trước cỡ này bự hơn cái này nữa. Chạy chạy trống luôn hay gì đó. Trời hồn mình chết. À, mấy chú này là con cá đó từ 4 kg rưỡi trở lên đó. Hồi sáng càng nhỏ xíu mà còn 3,6 kg mấy á, gần 3,7 kg á. Mấy cái này là điểm quen thuộc của mình nghe cả nhà. Mấy cái điểm này nghe chỗ cái chạy cưa, nghe chỗ dầm da me đi xuống rồi nè, đi vô nè. Nghe chỗ chạy cưa này mới lặn bắt một hang mấy con nghe chỗ góc này nè. Xuống chạy cưa nghe chỗ góc chạy cưa đó lúc nào cũng bắt dính con nghe chỗ góc đó. Giờ té đem xuống hết hai cái giờ cái đó cả nhà ơi. Thường thường ở đây là 3 vợt, 4 vợt nè, bữa nay có 2 vợt à. Nay làm như hang ấp ấp thế vậy, cho nên đem có 2 vợt xuống. Xích cái bụi gừa bự à. Có khi hàng cá nó lòn vô trong bụi gừa này nè, lúc trước lòn vô này nè. Mà cỡ gầy nó ra ngoài nó ở. Cỡ gầy nằm theo mấy cái góc ngoài này nè. Tía vô luôn gì đang biết. Dạ. Dạ, vô hả tía? Ừ. Đây con. Được chưa rồi. Dạ. Vô rồi cả nhà ơi.
Ồ, oh, bự hơn đây. Giật giật đây. Cũng nhỏ thế thôi. Nhỏ. Được không đen? Rồi. Để tiếp lên đi con nghiêng qua đây. Cũng nhỏ. Nhỏ. Nhỏ chứ không bự. Con thứ hai. Rồi, con thứ hai cả nhà ơi. Con này nhỏ. Sao con này bữa nay nhỏ không biết nữa. Thường thường bắt cái gốc này cá bự bự không à. Chỗ cái bụi rùa này hơi khó coi nha. Nó còn nhỏ quá tài, quá đã. Giờ tí xuống nữa rồi. Cái tại cái gốc này thường thường là 3 4 hang gì lắm. Vô cả nhà ơi. Ôi con lụm rồi. Dạ. Quay đi. Rồi rồi con quay rồi. Lụm rồi hả? Vô rồi cả nhà ơi. Nó biết bự hay nhỏ nha. À, xem phải có coi chút nghe thế nào. Con dính tới lên bắt con nha. Con dính tới lên bắt con cá. Kìa. Ủa, việc này hết vậy? Ôi ôi. Khổng lồ không à? Hết hồn rồi. Không thua cái kia à. Hết biết rồi cả nào. Ủa, tầng chưa? Nè, tía bắt đi con ruộng mấy vật lại. Không có thua cái con cá bự hồi nãy đó. Không. Hết hồn rồi. Ủa, tầng chưa? Hết hồn trời, cặp cá rồi. Xứng đáng. Đây con thứ hai, con bự thứ hai nha cả nhà. Đây con dưới đây con hồi nãy, con bự rồi, con này không thua con nãy nha. Hết hồn đồ. Quá đã rồi. Bây giờ mình chạy đi xuống dưới hay gì ta? Chạy đi dưới đi. Rồi.
đưa sắt ra kia. Đưa sắt ra đây. Chút xíu mình bắt lên cho cả nhà xem một đống tôm dưới này nè, tại nãy giờ tưới ít giờ không có quay. Thank you.